Hello, xin chào các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một sản phẩm không đồng tiếp theo mua ngày 11 tháng 11. Đó là sản phẩm túi đựng chống nước cho điện thoại. Số tiền thu hộ là 0 đồng. Mua trên Lazada. Áp mã giảm giá giảm 11.000. Sản phẩm này đang bán với giá là 9.500. Ok, các bạn muốn mua sản phẩm này mình để link mua ở mô tả hoặc trong comment video này. Giờ mình sẽ mở hộ ra bạn xem. Các bạn vào nhóm Facebook để săn hàng giá rẻ và lấy mã giảm giá nhá. Mình cũng để link ở dưới video này. Ok, sản phẩm của chúng ta đây. Được bọc trong một cái lớp chống sốc. Và được bọc trong cái túi ni lông. Nếu bạn thường xuyên đi bơi, đi câu hay là bị mắc mưa thì nên mua cái túi chống nước điện thoại này. Điện thoại của bạn sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Rồi, giờ sẽ cắt cái túi ni lông ra. Chúng ta sẽ xem chất liệu của nó như thế nào. Sản phẩm rất là rẻ. Ok, chất liệu mềm và trong suốt bằng nhựa dẻo cao cấp của Đài Loan. Có nút bấm chắc chắn, đảm bảo khi đã đóng thì không một giọt nước nào có thể lọt vào được. Mình sẽ zoom gần lại cho bạn xem. Đấy. Qua rất nhiều lớp. Túi tích hợp với mọi kích cỡ của điện thoại, thông thường cho tới iPhone, HTC. Dây đeo kéo dài giúp bạn thoải mái điều chỉnh kích cỡ phù hợp với dáng người. Dây sẽ giúp không sợ bị mất hay là thất lạc, không làm ảnh hưởng đến việc điều chỉnh máy nhận điện thoại, nhắn tin dễ dàng. Tương thích kể cả với các dòng điện thoại cảm ứng mà không làm giảm độ nhạy của các thao tác. Đây là cái hóa đơn của sản phẩm. Mình mua đang giá là 10.000, voucher giảm 10.000, 0 đồng. Và bây giờ giá giảm còn 9.500 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ review thử cho bạn xem cái độ cảm ứng của nó như thế nào khi cho điện thoại vào túi chống nước. Một con iPhone màn hình 4,7 inch và một con iPhone màn hình 5,5 inch. Đấy, qua rất nhiều lớp đóng. Ok, rất là kín. Có thể điều chỉnh độ dài của dây đeo một cách thoải mái. 4,5, 4,7 inch thì quá là vừa luôn. Bây giờ chúng ta sẽ test thử 5,5 inch sẽ như nào. Rồi, 5,5 inch cũng vừa khít luôn. Rất là thoải mái cho các bạn thích ra selfie dưới nước. Không thích tự sướng trên bờ thì xuống dưới nước tự sướng vậy. Tổng cộng là có 3 lớp. 3 lớp đóng nên đảm bảo an toàn nước không thể vào được. Giờ mình sẽ test thử cảm ứng nhé. Quá là nhạy luôn. Cảm giác như nó chỉ là một cái lớp bọc siêu màn hình thôi, cái lớp dán màn hình thôi. Mình mua sản phẩm này và cái nhóm Facebook săn hàng giá rẻ và lấy mã giảm giá mình sẽ để ở dưới mô tả video này hoặc là trong comment video. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là video này mình đã giới thiệu nhanh cái sản phẩm túi chống nước cho điện thoại, một vật dụng không thể thiếu cho ai thích tự sướng và bảo vệ điện thoại cho các bạn khi trời mưa hay là chụp ảnh dưới nước. Các bạn có thể video like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất, sản phẩm mới nhất, mã giảm giá mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn review sản phẩm nào comment bên dưới luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.